155天. ngày một trăm năm lăm. em lên tầng thay giày một chút. hãy nghe phải nhắc lại. 我上楼换一下鞋。我上楼换一下儿。 Xe. 我上楼换一下 xe. 我上楼换一下 xe. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? Ừ. 以前在哪所大学读书? về. Xả tải. Rất quen thuộc. Khẩn số xí. Trông có vẻ, có vẻ như. Khẳn chỉ lái. Vì rất ngon, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xăng. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大两岁。老中啦。总之，vừa rồi là chị ruột。刚刚是亲姐姐。luyện tập nói tiếng trung。练习讲中文。 không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả.不用刻意去复习声词和课文什么的. không cần vội từ từ thôi Bố dùng chỉ, mà mà